Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì trong clip này mình sẽ quay lô xe khách đổi theo yêu cầu của rất là nhiều anh em. Tại vì đổi từ mô tô qua những cái dòng xe nhỏ như thế này. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mời anh Phong ạ. Xin chào anh em nha. Chắc trước tiên mình sẽ giới thiệu. Có mới còn tay ga, mình quay bằng tay ga trước đi. Bữa nay hết rồi. Anh em ủng hộ nhiều đấy. Còn lại ba con tay ga. Con này thì nó là AB 2020 150 nha. Yếu bình à. Con này nó chạy được hơn chục ngàn cây này. Biển số Bến Tre như vậy. Cái con 65 Cần Thơ đi rồi anh em. Quá. Biển số đâu ta? Hay là bán rồi. Con này bữa là đang giảm giống là còn 36 này, chắc là bán rồi này. Chắc cu trọng nó nhận cọc của khách này. Thấy tháo biển số với lại bảng giá đi. Tại vì thường anh Phong anh đối ra thì xe nhỏ chỉ có người phụ trách riêng anh em. Rồi. Con này AB 125 phiên bản đặc biệt này, Black Edition. Con này thì đang giảm cho anh em còn 30 triệu, nó là đời 2020. Biển Sóc Trăng. Ok, con này đổi MT ra anh em. Rồi. AB màu đỏ đen. AB này thì nó là biển 63 2018. Cái này là khóa chìa. Cho anh em là 24 triệu. Máy móc là ok máy. Rồi. Đến con ẹt này đi. Ẹt nhỏ. Ẹt xuống áo. Con này dọn đẹp lắm. Xuống áo rất đẹp. Con này thì nó là 24 xuống áo. Đi bánh căm, đồng hồ Casio. Chung xe sạch sẽ. Trước cũng bán cho anh em rồi, anh em lại mới lên đổi sang Winner X. Đổi Winner X. Con này thì sẽ để cho anh em là 22 triệu, nó là biển số 93 của Bình Phước. Rồi. Sang bên này có Rider Sanker thì có 2 chiếc. Sẽ để cho anh em đồng giá nó là 16 triệu 500. 16 triệu 500. Con này biển số 66 Đồng Tháp 2014. Hết bình. Ok. Rồi, con này biển số Sài Gòn. Rider Sanker. Đấy, hai con này đều đồng giá là 16 triệu 500. Ok. Rồi, con rồi. Kia là Rider 2019. Con này thì sẽ để cho anh em là 22 triệu 800. Nó là biển số Đồng Nai. Con này có đi cái Boe trụ. Sachia này. Sachia thì có một cái, nó là 2021. Đi 10.000 cây. Con này để cho anh em 26 triệu 800. Biển số 94. Ok. Rồi, viên DX bữa nay đổi được khá nhiều ạ. 1, 2, 3, có 4 con viên DX luôn. Con đầu tiên này thì nó là biển 93 Bình Phước này. Đi 30.000 cây. ABS. Con này thì sẽ để cho anh em là 22 triệu 500. 22 triệu 500. Con màu đỏ HRC này thì nó là biển Đồng Tháp 2020. 19 triệu 600. Con này nó là bản thường nhé. Tháng thường. Con này nó đi mâm ba đao này. Đi 24.000 cây. Rồi. Con này cũng ABS này, phiên bản combo màu xanh bạc ha. Con này chạy có 5.000 này. 5.000 cây đi rất là ít. 22 triệu 800. Con này đỏ màu đỏ, mà con này mới là con HRC. Con này mới HRC. HRC. Con này nó là ABS 2020 này, 22 triệu 500 ngàn. Biển số 63. Con này để cho anh em 21 năm. Để 21 năm. 63. Rồi, V1. V1 sẽ là. Còn cũng 5 con luôn. Mấy con? Con này bán hết à? 2019, biển số 37 Nghệ An. Xài khóa chống trộm. Thôi. Đi 10 giá là 18 triệu 800 ngàn. 18 triệu 800. Con V1 màu vàng đen. 79. Đi 24.000 cây này, 2019. Để cho nhà 188. Rồi, màu đen. Màu đen là biển số 77 Bình Định 2018. Để cho nhà 18 triệu 800 ngàn. 18 triệu 800. Rồi, ở đây có
biển số 83 Sóc Trăng 2017. Con này để cho anh em 16 triệu 8. 16 triệu 8. Màu xanh trắng. Xanh này thì nó là 2017 biển Nghệ An. Để cho anh em 17 triệu 6. Còn xe 50cc. 50cc thì để cho anh em 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu. Rồi, lên này có ẹt này, anh em nào bữa nhắn tin cho mình hỏi á, ẹt màu xanh bạc này đời 2016 này. Có mỗi còn 17 triệu 800. Bao nhiêu con này, bao nhiêu? 18 triệu 600 à. Thích cái màu này thì đây, xanh bạc. Xanh bạc, biển 60 Đồng Nai. Còn màu xanh da Monster. Monster. Monster này thì 2020 sẽ để cho anh em là 24 triệu 7. Ok. Đi hai mấy ngàn? Đi 25 ngàn. S135. S135, biển số Đồng Nai. Con này để cho anh em 15 năm. Hết xăng. Alo ạ. Thôi, con bên này. Alo ạ. Con này biển 64 Vĩnh Long. Để cho anh em 14 triệu 8, xe 2012. 2012 là mấy thanh niên ghi thẳng thành 2021. Ghi nhầm. Rồi ok, thì đó là hôm nay thì xe khách đổi thì cũng hết rồi. Trống trống bớt. Trống hết rồi, còn cũng vài con thôi. Thì anh em nào mua thì tranh thủ thời gian ghé tới cửa hàng ha. Rồi. Tại vì thường cứ qua chủ nhật hoặc là những ngày thường sẽ đổi qua đổi liên tục. Đó, anh em chịu khó mình theo dõi ha. Cái ngày xưa thì cứ đổi xe thì hay sang lại cho các cửa hàng khác, nhưng còn bây giờ đổi để cho anh em giá mềm luôn. Ok, khỏi sang tay luôn. Ok.